Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đào Yêu Chiết Giang Sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 56. Thừa tướng đi thong thả. Tiếng vó ngựa vang lên, thầm Tại Dã vô cùng bình tĩnh dần rời khỏi tầm mắt của Cảnh Vương, sau khi tiến vào thành lại bắt đầu phi nước đại. Phủ thừa tướng Đào Hoa cảm giác như mình đang ở trong bóng tối hỗn độn, dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể nhìn thấy ánh sáng. Nàng từng nghi ngờ thư thầm tại giã cho nàng uống thật sự là thuốc độc, nhưng vẫn chưa nhìn thấy đường xuống hoàng tuyền nên quyết định đợi thêm một lúc nữa. Ai đó đang cố đổ thứ gì vào miệng, nhưng đang trong cơn hôn mê, nàng tuyệt đối sẽ không mở miệng. Tướng ra cho chủ tử uống gì thế? Thành đài đứng bên cạnh lo lắng nói, nếu là thuốc độc thật thì gây rồi, không thể đổ thuốc giải vào được. Không phải thuốc độc, chỉ là thuốc mê thông thường thôi thẩm tại giã ngồi ở mép giường hờ hững ngó nàng, muốn nàng ấy nhanh chóng tỉnh lại thì phải cho uống nước lạnh, nếu không nàng ấy sẽ phải ngủ hơn nửa ngày. Thành đài thở phào nhẹ nhõm, ôm ngực nói, vậy thì để chủ tử ngủ đi. Dù sao cũng không có cách nào khiến người há miệng. Đây là thói quen xấu gì thế? Thẩm tại dã bưng bát, khẽ hừ một tiếng, cúi đầu ngậm một ngụm nước lạnh, nâng cầm khương đào hoa lên hôn. Thành đài sừng sốt, lập tức quay người nhìn đi chỗ khác, nghĩ thầm vị tướng gia này cũng thật là không nghĩ đến cảm xúc của những người xung quanh gì hết. Môi miệng quấn quýt, thầm tại dã chừng mắt nhìn người trên giường, phát hiện nàng thật sự không chịu há miệng, vẫn bướng bỉnh như lúc khâu vết thương lần trước vậy. Xong, nàng càng ngậm chặt thì y càng ra sức tấn công, nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng cậy mở được một khe hở, rót hết nước lạnh vào. Đào hoa đang hôn mê nhíu mày thật chặt, nhưng đầu nôn ra hết những gì vừa uống. Khương đào hoa, Thẩm Tại dã hơi giận rồi, nàng nôn lần nữa thử xem. Thành Đài giật mình, vội nhỏ giọng giải thích, chủ tử chỉ sợ có người cho người uống thuốc gì đó không tốt trong lúc đang hôn mê nên mới hình thành thói quen này. Ở nước Triệu của ngươi, nàng ấy là công chúa mà còn có ai dám hại hay sao? Thẩm Tại dã cau mày, nàng ấy thế này đâu có giống lá ngọc cành vàng, rõ ràng là lớn lên trong lao tù nên mới cảnh giác như vậy. Thành Đài thoáng ngây người, há miệng lẩm bẩm vài tiếng nhưng lại không thể nói ra môi trường nàng lớn lên có lẽ cũng không tốt hơn nhà lao là mấy cố gắng thử mấy lần nữa nhưng vẫn không rót vào được thầm tại giã đành chịu thua lao miệng trầm giọng nói trạm lư đi lấy công văn mang đến đây vâng trạm lư đáp lời rồi rời đi thành đài kinh ngạc quay đầu nhìn y nhưng thấy tướng ra đã nằm trên giường chủ tử nhà mình vừa cảm nhận được bên cạnh có thứ gì đó liền ôm lấy một cách rất tự nhiên cảnh tượng này sao lại trông ấm áp quá vậy thành đài lắc đầu vội lui ra ngoài đóng cửa lại sau đó đứng bên ngoài dụi mắt chắc chắn là nàng hoa mắt rồi chủ tử từng nói thừa tướng này nham hiểm độc ác sao có thể dịu dàng như vậy được khương đào hoa vừa hồi phủ trong phủ đã có vài người không khỏi hoảng sợ cố hoài nhu vội vội vàng vàng muốn đi tìm tần giải ngữ nhưng lại bị nàng ta chặn ở bên ngoài bằng một cánh cửa làm vậy là có ý gì Cố hỏi nhu dậm chân, là nàng ta bảo ta làm việc này, giờ việc không thành, người đã trở về, nàng ta cũng không nói xem phải làm gì tiếp theo. Việt đào cao mày nói, Khương Nương Tử được trảm lư đưa về, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng việc ra ở lại đó chứng tỏ có chuyện chẳng lành, sợ là Tần Nương Tử muốn người gánh lấy tội này. Ta gánh, cố hỏi nhu vừa tức giận vừa buồn cười, ta gánh kiểu gì đây? Bẫy do nàng ta răng, người do nàng ta mời, ta chẳng qua chỉ đến tranh xuân các nói vài câu mà thôi. Việt đào thở dài, nhưng người khác không tra ra được bẫy là do ai răng, cũng không tra ra được người là do ai mời. Điều duy nhất họ biết là sau khi người đến tranh xuân các thì Khương Thị đi ra ngoài và xảy ra chuyện. Đợi Khương Thị tỉnh lại, chắc chắn cũng sẽ nói là người bảo nàng ta xuất phủ. Trước mắt tối sầm, cố hoài nhu suýt thì không đứng vững, thực đến mức toàn thân run rẩy, được lắm tần lương tử, ngay từ đầu đã tính cho ta làm kẻ chịu tội thay. Việt Đào cũng rất lo lắng, nhưng trong tình thế hiện tại, dù chủ tử nhà mình có làm gì thì cũng không còn đường sống sót. Chỉ có thể xem liệu tướng gia có niệm tình ngày xưa mà khoan hồng hay không. Chủ tớ hai người chỉ biết đợi ở Ôn Thanh Các, nhưng đợi đến tối Khương nương đã tỉnh mà vẫn không thấy ra cho gọi. Chuyện này là sao? Cố Hoài Nhu hơi bất ngờ, Tranh Xuân Các có biến gì không? nếu đã tỉnh lại thì khương đào hoa không thể không tố cáo nàng ta nếu đã tố cáo rồi thì ra không thể không cho gọi nàng ta đến để thẩm vấn việt đào cũng nghĩ không ra vội vàng tìm người đến tranh xuân các nghe ngóng đào hoa mở mắt ra đầu óc vẫn còn mơ hồ phải một lúc sau mới nhìn rõ được thứ trước mắt thẩm tại giã một tay cầm công văn một tay ôm nàng đang dựa vào đầu giường suy nghĩ cảm giác được nàng đã tỉnh cúi đầu trợn mắt, sao nàng không ngủ đến chết luôn đi. Trời đã tối rồi. Đào hoa chớp chớp mắt, vươn người ôm lấy y nũng nịu, đa tạ ra đã cứu mạng. Đừng tưởng làm vậy thì ta sẽ không hỏi tội nàng nữa. Thẩm tải giã nghiêm nghị nhìn nàng, buông đồ trong tay xuống, vẫn còn tức giận sao lại chạy vào khu rừng ở ngoại thành. Bị cố nương từ lừa, đào hoa mỉm cười, nghiêng đầu nhìn y nũng nịu, rõ ràng trong hậu viện này có người không muốn tiếp thân cùng ra đi săn mùa xuân nên mới vội vàng muốn lấy mạng tiếp thân. Thẩm tải giã siết chặt tay lại, cao mày, dù gì nàng cũng là công chúa hòa thân, sao bọn họ dám? Có gì mà không dám? Đào hoa cười khẽ, đợi khi thiếp thân chết thật rồi, gia thân là thừa tướng nên không thể không che giấu giúp. Đến lúc đó chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cuối cùng mang đi chôn với danh nghĩa chết vì bệnh, cũng sẽ không ai đòi lại công bằng cho thiếp thân. Vừa nói, nàng vừa thở dài tiếp nuối, may mà thiếp thân thông minh, thấy cô thì có vấn đề nên đã chuẩn bị trước, dự định giữ lại đầy đủ bằng chứng rồi giao hết thầy cho ngài. Không ngờ cảnh vương lại nửa chừng xuất hiện, hại thiếp thân chết trong tay ra một lần. Ánh mắt thầm tại giã khẽ động, hiện giờ trong tay nàng đã có đầy đủ bằng chứng chứng minh cố thị hại nàng rồi. Vâng, đào hoa mỉm cười, nhân chứng vật chứng đủ cả, còn xem ra làm thế nào nữa thôi. Đây không phải ngày đầu tiên thầm tại giã muốn phê cố thị, chỉ là chuyện của mạnh gia vẫn chưa giải quyết xong nên y còn phải đợi. Nếu đã như vậy, có thể coi như nàng đã đoái công chuộc tội. Y nói, lát nữa giao toàn bộ nhân chứng và vật chứng cho trạm lư. Vâng, đào hoa gật đầu đồng ý, sau đó nghĩ lại, không đúng. Thiếp thân có công là điều chắc chắn, nhưng mà tội ở đâu ra? Thẩm tại giã liếc nàng, nàng thân là nữ nhân của ta mà lại ngồi trong lòng người khác ngay trước mặt ta lại còn không phải lần đầu tiên đây không tính là tội sao đồ trơ trẽn đào hoa tức giận thiếp thân làm vậy là vì ai ta không hèn nhát đến mức bảo nàng đi hiến thân mới có thể thành sự thẩm tại giã nheo mắt lại trầm giọng nói nàng muốn mê hoặc ai cũng được muốn lừa gạt ai cũng được nhưng sau này dù là tình huống gì đi nữa cũng không được để ai đụng vào nàng nữa đào hoa thoáng ngây người miệng há ra nhưng lại không biết nên nói gì y nói lời này không lẽ là đang ghen tốt nhất là nên gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn đó trong đầu đi thẩm tại giả nhìn vào mắt nàng mặt tối sầm đây là vấn đề tôn nghiêm của đàn ông không có gì khác Ồ, đào hoa ngoan ngoãn gật đầu thiếp thân hiểu rồi thẩm tại giả đưa tay xoa đầu nàng rồi đứng lên nếu đã không chết được vậy thì chuẩn bị cùng ta đi tây sơn đi về phần Cố thị, đợi về rồi nói sau. Vâng. Cố Hoài Nhu chẳng hiểu thế nào mà đã thoát khỏi kiếp nạn. Tần Giải Ngữ thấy tình thế không ổn liền đến ôn thanh các một chuyến. Gia không phạt nương tử chứng tỏ điều gì? Tần Thị nhìn Cố Hoài Nhu, cười nói, chứng tỏ trong lòng ra, nương tử quan trọng hơn Khương thị. Cố Hoài Nhu chẳng vui vẻ gì, nhìn nàng ta nói, nương tử không cần phải nói nhiều nữa, chỉ cần làm được chuyện đã hứa với ta là được. Này Nương tử đừng giận mà, tần giải ngữ nói, trước đó là do tâm trạng ta không tốt nên mới đóng cửa không tiếp khách, không phải là nhầm vào nương tử đâu. Thật ra ta đã nghĩ tới chuyện này rồi, chỉ cần Khương Thị còn sống thì nương tử sẽ không được an toàn, nên ta phải khiến nàng ta giấu bí mật của nương tử, vĩnh viễn không được nói ra. Cố hỏi nhu ngước mắt lên, nhìn nàng ta, giúp ta như vậy có lợi gì cho nương tử? Chuyện này quá đơn giản, tần thị mỉm cười. Bất đi một khương đào hoa sẽ tốt cho tất cả mọi người trong hậu viện Chỉ là ta không có lý do để trực tiếp ra tay Nhưng nương tử thì có Vậy nếu như chuyện lại không thành Có phải nương tử vẫn định để ta gánh tội một mình Cố hoài nhu cười lạnh Tần giải ngữ cao mày Chuyện này cũng không còn cách nào khác Dù sao trên người nương tử cũng có không ít tội danh Đợi chờ cũng chưa chắc đã có kết cục tốt đẹp Chỉ bằng cứ liều một phen Nương tử thấy sao Cố hoài nhu bật cười nhắm mắt lại không nhìn nàng ta nữa, ta mệt rồi, nương tử về trước đi. chương 57 Tần giải ngữ cười cười, mệt thì có thể nghỉ ngơi, nhưng nếu chết rồi thì sẽ chẳng còn gì. Đừng trách ta không nhắc nhở nương tử, lệnh tôn đại nhân gần đây liên tục phạm sai lầm, đã khiến Long Nhan nỗi giận. Nếu nương tử còn mất đi địa vị ở tướng phủ thì cố ra sẽ gặp xui xẻo đấy. Cố hoài nhu thoáng giật mình, mí mắt giật giật, mí môi nói, không phiền nương tử nhọc lòng, ta sẽ tự tìm cách. Vậy được, tần giải ngữ đứng dậy, mỉm cười nhìn cố thị, nếu khi nào nương tử đối ý thì hãy cho người đến chỗ ta bảo một tiếng, ta vẫn sẵn lòng giúp nương tử. Đa tạ, cố hoài nhu gật đầu, nhìn tần thị mở cửa rời đi, lông mày vẫn luôn nhíu chặt. Tuy cha nàng ta là lang trung lệnh đứng hàng cửu khanh nhưng không dựa dẫm bất kỳ đảng phái nào, ở trong triều đình luôn bo bo giữ mình, đôi khi thậm chí còn không nề mặt tướng ra. Nếu thật sự xảy ra chuyện, e là cũng sẽ không có nhiều người giúp nàng ta hay là viết thư khuyên ông quy phục tướng ra cho rồi nhưng lời của đứa con gái đã lấy chồng như nàng ta thì có bao nhiêu sức nặng trước đây cũng đã khuyên rồi nhưng đều không thấy phụ thân có biểu hiện gì phải làm sao đây chớp mắt đã đến chuyến đi săn mùa xuân đào hoa dậy rất sớm trang điểm rất đậm thậm chí còn vẽ cả đôi mắt rồi đeo mạng che mặt lên mai chiếu tuyết suýt thì như không nhận ra nàng khương nương tử Mai thị cao mày, muội đang làm gì vậy? Đào hoa cười hành lễ, phu nhân, thiếp thân sợ trang điểm quá nhẹ, đến lúc đó giữa muôn tiêu nhìn hồng sẽ khiến ra mất mặt. Thẩm tại giã ngồi bên cạnh, rất bình tĩnh uống trà, ánh mắt quét qua người khương đào hoa, vẻ mặt không hề có gì khác thường. Thấy y phản ứng như vậy, Mai Chiêu Tuyết nhắm mắt lại nói, nếu ra thấy không sao thì mọi người mau khởi hành đi, đi đường cẩn thận. Vâng, đào hoa gật đầu, cẩn thận xem xét lễ nghi, lại đợi mọi người lần lượt hành lễ chào thầm tại giã rồi mới đi theo y ra khỏi công tướng phủ. Tần giải ngữ đứng bên cạnh mai chiếu tuyết khẽ thở dài, dãy tay rồi, là thiếp thân vô năng. Có để lại manh mối gì không? Mai chiếu tuyết hỏi. Không đâu, đám sát thủ đó cũng không biết là ai thuê bọn chúng. Tần giải ngữ cười cười, thiếp thân làm việc thì phu nhân nên yên tâm. Cho dù việc không thành nhưng chúng ta cũng sẽ không bị vấy bùn. Mai chiếu tuyết khẽ gật đầu, nhìn về phía cánh cửa trống rỗng, cười thành tiếng, nếu đã như vậy, muội làm nhiều hơn nữa đi. Vâng, tần giải ngữ duyên dáng khom người hành lễ rồi cúi đầu lui xuống. Ngự giá xuất thành, tất cả quan lại và gia quyến đi cùng đều tập trung ở cổng thành. Xe rồng đi trước, mọi người theo sau. Thấm tại giã nhàn nhã ngồi trong xe, trên tay cầm một cuốn sổ chăm chú đọc. Đào hoa ngáp dài, gối đầu lên đùi y, ngái ngủ hỏi phải đi bao lâu mới đến nơi? Nửa ngày. Xa quá, đào hoa miếu máu, vậy chẳng phải sẽ phải qua đêm ở đó sao? Thấm tại giã nghiêng đầu nhìn nàng, nàng là người của hoàng thất nước triệu mà chưa đi săn mùa xuân bao giờ. Chuyến đi săn mùa xuân mỗi năm đều phải ở trường đua ngựa hai ngày. Đúng là chưa đi bao giờ đào hoa xoay người, đưa tay ôm lấy eo thấm tại giã, hé mắt nhìn y, thời gian lâu như vậy, lỡ như lại gặp cảnh vương thì sao? dáng vẻ hiện tại của nàng đến ta còn suýt không nhận ra, huống chi là cảnh vương. Lại nhìn quyền số trong tay, thẫm tại giã hờ hững nói, hơn nữa, lần này người nguy hiểm nhất đối với nàng không phải là cảnh vương. Hửm, đào hoa sừng sốt, không phải hắn thì là ai? Nàng cẩn thận một chút là được, thẫm tại giã nói, những năm trước đi săn cũng từng xảy ra vài trường hợp lỡ tay giết người. Bãi săn tên bay đạn lạc, là một nơi tốt có thể dùng hai chữ sơ suất để trừ khử mối hỏa trong lòng. Đào hoa dùng mình, ôm y càng chặt hơn, ánh mắt nghiêm nghị, vậy thiếp thân sẽ đi theo ra, chắc chắn nửa bước không rời bảo vệ ngài. Rốt cuộc là ai bảo vệ ai, thấm tại giã liếc nhìn nàng, cũng chẳng thèm quan tâm, nhìn tên trong số, chấm đầu ngón tay vào nước trà, gạch đi tên của một người. Trường đua ngựa mới được xây dựng bằng kinh phí của triều đình, do mạnh thái bộc phụ trách một cánh đồng cỏ và hành cung dưới chân núi phía bắc vừa được hoàn thành không lâu, lần này ngự giá đến đây cũng coi như là thị sát. Đến nơi, thầm tại giá dắt hoa đào đến chỗ ngự tiền. Bệ hạ đi đường xa vất vả nên hãy nghỉ ngơi một lát trước. Y mỉm cười nói, đợi ăn trưa xong rồi lên núi tham quan cũng không muộn. Đào hoa đứng bên cạnh thấm tại giá, hành lễ theo y. Hạ mắt xuống, chỉ có thể nhìn thấy một đôi ủng rồng của hoàng để cùng với một đôi giày thêu ở bên cạnh đôi giày đó đẹp quá, chim thêu trên gấm, tuy không phải chim phượng nhưng lại dịu dàng duyên dáng, vô cùng tinh tế. Góc phải rũ xuống đôi giày cũng là tơ vàng chỉ bạc, vừa nhìn là biết là một phi tần rất được sủng ái. Thừa tướng đi đường cũng vất vả, hãy ở lại đây chơi với chấm ván cờ. Tâm trạng minh đức đế rất tốt, ôm lan quý. Phi nhìn người bên cạnh y, công chúa nước triệu lần đầu diện thánh, cũng hãy ở lại đây nói chuyện với lan quý phi đi. Vâng hai người cùng nhau đáp lời thầm tại dã đi theo hoàng đế vào phòng trong đào hoa cẩn thận dè dặt đứng bên cạnh lan quý phi nhỏ giọng thỉnh an tham kiến quý phi nương nương căn phòng im lặng không ai trả lời nàng đào hoa cảm thấy có chút xấu hổ không biết lan quý phi có nghe thấy hay không bèn lên ngẩng đầu lên nhìn thử vừa hay đối diện với ánh mắt nàng ta người chính là công chúa nước triệu gả nhầm cho thừa tướng à lan quý phi khẽ mỉm cười khuôn mặt sáng như ngọc đẹp như hoa mẫu đơn, đôi mắt phượng dài quyến rũ lại đoan trang, ánh mắt mơ màng nhìn nàng. Quả nhiên là khác người. Đây là khen nàng hay gì? Đào Hoa cười xòa, cứ cảm giác như bị vị quý phi nương nương này nhìn cho dựng hết cả lông tơ, cũng không biết nên nói gì mới phải. Lan Quý phi đứng dậy, nắm tay nàng nói, họ đang đánh cờ ở bên trong, vậy chúng ta ra ngoài đi dạo đi, đã lâu rồi không có người nói chuyện với bốn cung. Vâng. Thẩm Tại Dã ngồi trong phòng mà người cứng đờ, quay đầu nhìn ra ngoài. Ái Khanh không cần phải lo lắng, hoàng đế cười nói, Lan nhi chỉ là buồn chán nên muốn tìm người nói chuyện thôi. Sẽ không ăn thịt người của Khanh đâu. Thẩm Tại Dã mỉm cười cúi đầu nói, vi thần không lo cho Khương thị, nhưng sợ quý phi nương nương sẽ bị Khương thị mạo phạm. Có lẽ Khương thị ở nước Triệu đã bị triều hư, không biết phép tắc gì. Ha ha, hoàng đế cười rất thoải mái, bầy cờ ra. Ngọ y nói, khanh làm ca ca, dù sao vẫn thương muội muội nhất. Thẩm tại giã mỉm cười, cục mắt không nói gì. Đào hoa đi theo Lan Quý Phi ra ngoài, bên ngoài khắp nơi đều có người, chỉ khi đến rìa trường đua ngựa mới yên tĩnh hơn. Ta còn chưa kịp tặng quà mừng cho ngươi, Lan Quý Phi nhìn về phương xa, hờ hững nói, thấy công chúa hình như ất được tướng già yêu thương, bốn cung cũng nên bày tỏ đôi chút. Đào hoa thoáng giật mình, tò mò liếc nhìn nàng ta nương nương có quan hệ gì với tướng ra sao thấm tại giã là ngoại thần mà nạp thiếp mà quý phi cũng phải gửi quà mừng chắc chắn là huynh ấy chưa nói cho ngươi biết lan quý phi quay đầu lại ánh mắt đảo quanh khuôn mặt nàng cười khế tưởng ra là ca ca của bốn cung đấy cái gì đào hoa kinh hãi nhìn nàng ta bột miệng nói không phải tưởng ra không cha không mẹ không thân không thích sao tự dưng xuất hiện một muội muội là sao còn làm quý phi trong cung nữa tại sao thanh đài hoàn toàn không nghe ngóng được tin này người không biết cũng không có gì lạ lan quý phi nhếch môi cả đại ngụy chẳng có mấy người biết có điều huynh ấy và ta cũng không phải ruột già người cứ coi huynh ấy không thân không thích là được đào hoa há hốc miệng hồi lâu mới hoàn hồn trong lòng nhanh chóng nghĩ đến mối quan hệ này lan quý phi là muội muội của thấm tại giá nếu không phải là ruột già thì là muội muội nuôi hai năm trước thầm tại giã vào chiều làm quan lan quý phi có lẽ cũng tiến cung ngay sau đó và nhận được thánh sủng vậy thì cũng khó trách thẩm tại giã lại có quyền ăn to nói lớn trước mặt hoàng thượng như vậy y còn cài cả người ngay bên gối của hoàng đế nữa sau cú sốc đào hoa cảm thấy có chút khâm phục người đó có thể leo lên chức thừa tướng trong vòng hai năm cũng không phải không có lý nhiều mối quan hệ thủ đoạn tàn nhẫn lại còn biết cách xử sự. Người như vậy không trở thành thừa tướng mới là lạ. Công chúa vào tướng phủ đã được một thời gian rồi phải không? Lan Quý Phi cười hỏi, người cho rằng thừa tướng là người như thế nào? Đào hoa vội hoàn hồn, cung kính đáp tưởng ra túc trí đa mưu, lại dịu dàng ân cần, là một người tốt hiếm có. Ồ, Lan Quý Phi cười, xem ra ngươi không biết rõ lắm về huynh ấy. Đào hoa cười xòa, thiếp thân mới vào phủ không lâu, trong phủ lại nhiều người, toàn xinh đẹp yêu kiều, quả thật không có nhiều cơ hội để thiếp thân tìm hiểu tưởng ra. Tạm thời không rõ tình trạng quan hệ của hai huynh muội này ra sao, nàng nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói vẫn hơn. Nếu được nói thật, nàng có thể chống nạnh mắng y ba ngày ba đêm. Lan Quý Phi không nói nữa, đứng tại chỗ nhìn dãy núi xa xa, thần sắc trong mắt mờ mịt, trông có vẻ buồn bã. Thấy tâm tình nàng ta không tốt, đào hoa cũng không dám nói lung tung, đành đứng cùng nàng ta. Nhi thần thỉnh an Lan Quý Phi, một giọng nói trẻ con đột nhiên vang lên từ phía sau. Lan Quý Phi sửng sốt, quay đầu thì thấy Nam Vương đang hành lễ với mình. Đào Hoa đương nhiên cũng nhìn thấy hắn, vội cười khom người, thiếp thân tham kiến Vương ra. Mục vô hạ nhớ mày, vốn định chào hỏi trường bối, không ngờ người đeo mạng che mặt bên cạnh lại biết mình. Ngươi là, nhéo mắt lại nhìn, Nam Vương giật mình, Khương Thị. Đào hoa ngượng ngùng gật đầu, sờ lên mắt mình, thầm nghĩ kiểu trang điểm này quả nhiên sẽ khiến trẻ con sợ hãi. Mục vô hạ ngắn người, đang định nói gì đó thì nghe thấy Lan Quý Phi nói, vương ra vậy mà lại biết Khương Thị. Từng gặp một lần ở tướng phủ, mục vô hạ quay đầu lại, vẻ mặt có chút kỳ quái. Quý Phi nương nương đang nói gì với nàng ấy thế? Lan Quý Phi thoảng kinh ngạc, liếc nhìn hắn, mím môi nói, chỉ là nói chuyện bình thường thôi nếu vương gia rảnh rỗi thì vào thỉnh an phụ hoàng đi. Vâng, trong không khí có một tia xấu hổ kho nắm bắt, nhưng đào hoa phát hiện ra và nhìn bóng lưng rời đi của mục vô hạ. Không nhịn được hỏi, nương nương không thích nam vương cho lắm. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 58. Lan Quý Phi giật mình liếc nàng, công chúa không biết ăn nói gì cả, bổn cung là Quý Phi của Hoàng thượng, cũng coi như là mẫu phi của Nam Vương gia, sao lại không thích hắn được là thiếp thân đã nói sai đào hoa vội vàng cúi đầu nương nương chớ để trong lòng nói là nói vậy thôi nhưng nàng cũng đâu có ngốc nếu lan quý phi thật sự thích nam vương thì sao lại nói chuyện cứng nhắc như vậy chưa nói được mấy câu đã bảo hắn đi thỉnh an hoàng thượng tốt xấu gì cũng nên hàn huyện vài câu thể hiện sự quan tâm thì mới gọi là hoàn thành chức trách của một mẫu phi chứ nói ra cũng kỳ lạ nếu lan quý phi là muội muội của thầm tại giả thầm tại giả lại là người của nam vương sao nàng ta lại không thích nam vương thậm chí còn có vẻ bài xích hắn phải chăng có câu chuyện gì đó ẩn giấu phía sau bổn cung không phải người nhỏ mọn người cũng không cần lúc nào cũng căng thẳng như vậy lan quý phi nhìn nàng tướng ra rất giỏi săn bắn người đi theo huynh ấy lát nữa sẽ được mở mang tầm mắt vâng cuộc trò chuyện không thể nào tiếp tục được nữa nên hai người họ tùy ý đi dạo xung quanh nhìn ngó khung cảnh xung quanh rồi bắt đầu quay trở về Mạnh Thái bộc mồ hôi đầy đầu, đi theo Du Vương tuần tra qua lại trong trường đua ngựa. Không ngờ cảnh Vương Huynh lại gọi Phụ Hoàng tới đây. Sắc mặt Du Vương không tốt lắm, ông chắc sẽ không có vấn đề gì chứ. Trường đua ngựa này nằm ở một địa điểm hẻo lánh, hành cung cũng được xây dựng một cách tùy ý, tiền bỏ ra cho nó không nhiều, tất nhiên cũng bị ăn bớt ăn xén không ít. Dù vương rất lo sợ trong quá trình đi săn xảy ra chuyện gì thì trách nhiệm đều sẽ thuộc về mạnh thái bộc. Vương ra yên tâm. Mạnh thái bộc lau mồ hôi trên trán, hạ quan đã phái người chấn thủ mấy điểm yếu trên tường thành, nếu có chuyện gì xảy ra, nhất định sẽ che đậy sự việc trước. Ừ, dù vương cao mày, thầm tại giã dạo gần đây thường xuyên đi lại với cảnh vương huynh, chắc chắn là có ý giúp huynh ấy, chúng ta không thể nắm được thóp. Về phần con gái của ông, bổn vương cũng lười trách tội nữa. Ông đoái công chuộc tội là được. Đa tả vương ra, mạnh thái bộc chắp tay, lại không cam lòng nói, chăn chăn bị bỏ, đơn thuần là vì bị lưu ký liên lụy, bản thân nó không phạm sai lầm gì lớn, mong vương gia minh xét. Cô ta làm gì, sai hay không, bổn vương không hề quan tâm. Dù vương mím môi, đôi mắt phượng nhỏ dài hơi nheo lại, điều bổn vương quan tâm chỉ là cô ta có thể chiếm được trái tim của thừa tướng hay không. Nhưng rõ ràng là cô ta đã thất bại. Mạnh thái bộc sừng sốt, vội cúi đầu hành lễ. Dù vương ngẩng đầu, nhìn bầu trời trong xanh, nói khẽ cũng không biết thầm tại giã gần đây đang nghĩ gì, dường như hắn thật sự muốn ủng hộ cảnh vương huynh, điều này không tốt. Cảnh vương vốn là người có thế lực nhất, nếu lại có sự trợ giúp của thừa tướng thì ngôi vị thái tử thật sự không có cơ hội đến lượt hắn. Vương gia có ý tưởng gì không? Mạnh thái bộc hỏi. Rất đơn giản, dù vương cười cười, chắp tay sau lưng nói, nếu hắn thật sự quyết định giúp cảnh vương huynh, vậy chúng ta không thể nương tay với hắn nữa. Ý ngài là dù vương đưa tay ra làm động tác cắt cổ nếu đã không thể sử dụng hắn thì đó chính là kẻ thù đối với kẻ thù lớn mạnh tất nhiên là tiêu diệt càng sớm càng tốt thẩm tại giã ở trong hành cung hắt hơi khẽ cau mày ái khanh không khỏe sao hoàng đế cầm quân cờ quan tâm hỏi thẩm tại giã lắc đầu cười nói chắc là bị ai nhớ đến thôi thời tiết ấm áp thế này muốn bệnh cũng không dễ hoàng đế nhướng mày vân tay ăn một con tốt của y khẽ cười đường đường là thừa tướng dưới một người trên vạn người tất nhiên là có rất nhiều người nhớ nhung rồi còn chưa dứt lời thì bên ngoài đã vang lên giọng nói của nam vương nhi thần đến thỉnh an phụ hoàng là thiếp thân đã nói sai đào hoa vội vàng cúi đầu nương nương chớ để trong lòng nói là nói vậy thôi nhưng nàng cũng đâu có ngốc nếu lan quý phi thật sự thích nam vương thì sao lại nói chuyện cứng nhắc như vậy chưa nói được mấy câu đã bảo hắn đi thỉnh an hoàng thượng tốt xấu gì cũng nên hàn huyện vài câu thể hiện sự quan tâm thì mới gọi là hoàn thành chức trách của một mẫu phi chứ. Cảnh vương huynh bảo nhi thần đi tuần núi. Tuần núi, vẻ mặt đế vương không thay đổi, nhưng trong lòng thì đã thông suốt. Tuần núi là công việc do cảnh vương tự mình đảm nhận, nói là không sợ khổ không sợ mệt nhưng vừa quay đầu lại ném cho nam vương, đúng là vừa giỏi đòi thưởng vừa giỏi đẩy việc. Đã vậy thì con đi đi. Vâng, nam vương đáp lời, cũng không thèm nhìn thầm tại giã bên cạnh, đi mấy bước là ra ngoài. Hoàng đế tiếp tục nhìn bàn cờ, nhưng đầu óc không còn nghĩ đến việc chơi cờ nữa. Lần trước ái khanh đánh giá mấy hoàng tử của chấm, nói đến Nam Vương thì chỉ nhận xét nó ngây thơ vô hại. Hồi lâu sau, đế vương khẽ cất giọng, chấm lại cảm thấy thật ra nó cũng vững vàng chăm chỉ, tuổi còn nhỏ như vậy nhưng lại không có tính khí nóng nảy như những hoàng tử khác, rất có khí chất của một đại tướng. Vậy sao? Thầm tại giã cục mắt xuống, hờ hững nói, vi thần lại chưa bao giờ để ý đến, nói về năng lực thì trong số các hoàng tử của bệ hạ không ai có năng lực hơn cảnh vương gia. Cảnh vương, hoàng đế bật cười, ý tứ trong mắt không rõ ràng. Vốn dĩ ông rất coi trọng vô ngân, nhưng, thôi được, để quan sát thêm vậy, dù sao cũng không vội lập thái tử. Sau khi nghỉ ngơi một canh giờ, mọi người gần như đã sẵn sàng hoàng đế vô cùng hứng khởi dắt lan quý phi lên ngựa hai yên muốn lên núi đi dạo tướng ra cũng dắt khương thị đến đi lan quý phi mỉm cười nhìn thầm tại giã vừa rồi bồn cung còn nói tướng ra giỏi săn bắn có thể để khương thị mở mang tầm mắt công nhân đã dắt ngựa hai yên tới thầm tại giã bèn gật đầu với hoàng đế và quý phi đưa tay bế đào hoa lên cuối cùng cũng có cơ hội hỏi ngài rồi đào hoa dựa vào ngực y nắm lấy yên ngựa hỏi nhỏ ngài và lan quý phi có quan hệ gì thế? Sắc mặt tối sầm, thầm tại giã không vui, nàng đã nói gì bậy bạ trước mặt nàng ta à? Không có, không có. Đào hoa vội xua tay, thiếp thân chỉ nghe cô ấy nói ngài là ca ca của cô ấy. Ca ca, thầm tại giã mím môi, cho dù là vậy thì bây giờ cũng không còn quan hệ gì nữa, nàng cứ xem nàng ta là quý phi nương nương là được. Không còn quan hệ gì, đào hoa nhướng mày nhìn y, trong mắt có chút trêu chọc, thiếp thân thấy nương nương rất quan tâm đến ra, không lẽ trước kia. Cầm miệng, ánh mắt thầm tại giã như ngậm đao, khẽ quát, đây là nơi nào mà nàng dám nói như vậy. Đào hoa giật thót, vội vàng che miệng nhìn xung quanh. Nghi trưởng của hoàng đế đã đi lên phía trước, ngựa của bọn họ cũng bị hộ vệ vây quanh, có điều đứng ở xa nên chắc là không nghe thấy. Thiếp thân biết lỗi rồi, nàng che miệng, lẩm bẩm, thiếp thân không hỏi nữa giữ chặt thẩm tại giã trầm giọng ra lệnh thúc ngựa lao ra khỏi đám hộ vệ bên cạnh đi đường khác lên núi ngựa chạy nhanh đến mức khiến đào hoa sợ quá lao hoài oái dù giữ yên ngựa kiểu gì cũng cảm thấy không chắc chắn rất khoát bám chặt thắt lưng của người phía sau để an toàn hơn nàng muốn bóp chết ta thẩm tại giã nghiến răng gầm lên ta thiếp thân sợ quá đào hoa muốn khóc nhưng không ra nước mắt ngài đi chậm thôi chậm thì còn săn được gì nữa thẩm tại giã hư lạnh, rút ra mũi tên dài sau lưng, lắp vào cung, bắn về phía ha. Đào hoa còn chưa nhìn thấy gì thì đã nghe thấy phía sau vang lên một trận hoan hô, có tên hộ vệ hét lớn là một con thỏ. Vậy mà cũng bắn chúng được, đào hoa kinh ngạc, quay đầu nhìn người phía sau, thiếp thân luôn nghĩ ngài là quan văn, không biết võ chứ. Cho nên đao kiếm trong ám các của ta đều chỉ để trang trí thôi. Thẩm tại giã chán ghét nhìn nàng, vừa rút tên vừa nói trong lòng nàng rốt cuộc ta là người như thế nào một con rắn độc phủ đầy vảy vàng đào hoa thành thật nói thẩm tại giả, cả đời này nàng sẽ không bao giờ quên từ rắn độc phải không thẩm tại giả tức giận đưa tay sách nàng dơ lên không trung để khen thưởng sự thành thật của nàng rắn độc muốn tặng nàng một đôi cánh bay đi nói xong y làm động tác ném nàng đi ra đào hoa sợ cuống cuồng sắp hòa khóc đến nơi, ngài không thể làm như vậy. Lần nào cũng bắt thiếp. Thân nói thật, nhưng lại không thích nghe, vậy thì dứt khoát để thiếp thân nói dối cho rồi. Vậy nàng nói dối ta nghe thử. Ra là nam nhân dịu dàng, tốt bụng và đẹp trai nhất trên thế gian này. Thẩm tại giã bật cười hai tiếng, sắc mặt càng thêm khó coi, tốt nhất nàng nên dũng cảm bay đi. Đừng mà, tay nàng giữ lấy vạt áo của y, cả người quấn quanh người y như con bạch tuộc, nước mắt lưng tròng ra là nhất nể tình thiếp thân nhỏ bé lại không chiếm chỗ hãy cứ để thiếp thân trên ngựa nhé thẩm tại giã liếc nàng khẽ hừ một tiếng rồi buông tay để mặc nàng ôm chặt lấy mình sau đó rút một mũi tên bắn vào bãi cỏ có thứ gì đó bị bắn vào thân cây phía sau hộ vệ chạy tới xem liền hét lên rắn lục oa đào hoa dùng mình thấp giọng nói một khi tàn nhẫn thì đến đồng loại cũng không tha khương đào hoa trên đầu truyền đến một giọng nói bình tĩnh nàng có gan thì hãy nói lại lời vừa nói lần nữa thiếp thân nói ra phong lưu phóng khoáng anh tuấn tiêu sái phong thái hơn người đúng là một viên minh châu sáng rực trong giang sơn đại ngụy này đào hoa nói một hơi không chút đỏ mặt trong mắt tràn đầy chân thành được cưỡi ngựa cùng ra một ngày thiếp thân chết không hối tiếc không thể tức giận cũng không thể cười thầm tại giã lắc đầu bắn tên ngày càng mạnh hơn không ngừng có những con thú nhỏ gặp hỏa, đám hộ vệ phía sau cũng gieo hò không ngớt. Khí tức mạnh mẽ đặc biệt của nam nhân từ trên người y truyền đến, Đào Hoa đột nhiên cảm thấy nếu nam nhân này không quá tàn nhẫn thì cũng thật đáng dựa dẫm. Nằm trong vòng tay y, cảm giác như trời có sập xuống cũng không thể đụng đến nàng. Có điều y bắn được nhiều như vậy, lỡ như nhiều hơn cả hoàng đế thì phải làm sao? Hai người đi một đường lên núi, vừa xuyên qua rừng rậm một mũi tên lạnh không biết từ đâu bắn tới. Sát khí bức người, thầm dại dã kéo Đào Hoa nằm xuống lưng ngựa, thoát chết trong gang tấc. Chương 59. Không phải chứ, Đào Hoa sừng sốt, có người bắn tên lạnh thật ư? Nàng tưởng ta đang đùa với nàng sao? Thần sắc thầm tại dã trở nên nghiêm túc, ôm Đào Hoa thúc ngựa phi nước đại xuyên qua núi rừng. Em mờ thanh xé toạc không khí không ngừng vang lên sau lưng, Đào Hoa nghe mà sống lưng lạnh toát. Chuyến đi săn mùa xuân của Hoàng đế lần này có sự tham dự của tất cả văn võ bá quan và hoàng thân quốc thích. Hơn nữa, trong phạm vi 10 dặm quanh ngọn núi phía tây đều là khu vực cấm, người khác căn bản không thể vào được. Nói cách khác, kẻ bắn tên lạnh sẽ chỉ là người mà thầm tại giã biết. Ai mà tàn nhẫn như vậy, muốn bắn thầm tại giã thì cũng hãy để nàng xuống ngựa trước đã được không? Đào hoa thở dài, căng thẳng túm lấy vạt áo của người đằng sau, quay đầu nhìn lại, lẩm bẩm, không thấy bóng dáng ai cả. Nếu như để nàng nhìn thấy thì ai còn dám tiếp tục giết người. Thẩm Tại giả vờ cười, chăm chú nhìn con đường phía trước, dự định chạy về lại con đường hoàng đế đi. Trên đường đi, y khẽ hỏi người trong lòng một câu, nếu lát nữa bị sát thủ vây hãm, nàng sẽ chọn chết cùng ta hay sống một mình. Đào Hoa ngẩng đầu, nhìn y với vẻ khó tin, chuyện này mà còn hỏi hay sao? Sống được người nào hay người đó tại sao phải chết cùng nhau? Thẩm tại giã khẽ cau mày, mặt đen đi một nửa. Y bị ngu mới hỏi nàng câu này, còn mong đợi cái thứ miệng chó không mọc được ngà voi này có thể nói điều gì tốt đẹp về mình hay sao? Trước mặt là hàng rào săn bắn trong rừng, đào hoa ngó thấy, lo lắng hét lên, chúng ta nhảy một phát cả người lẫn ngựa qua đó luôn đi. Đừng dừng lại, phía sau toàn là tên bay loạn xả thôi. Thế nhưng thầm tại dã lại làm như không nghe thấy gì, nghìn ngựa lại, thấp giọng nói, ngựa không qua được. Sao lại không qua được? Đào hoa lo lắng túm lấy vạt áo y, ta nhớ đại ngụy các người ai cũng đều cưỡi ngựa rất giỏi mà. Lần trước có người làm siếp đến nước triệu biểu diễn, ngựa đều có thể nhảy qua vòng lửa. Thẩm tại giã liếc nàng, vừa giận vừa buồn cười, nàng cho rằng người nước triệu ai cũng biết làm siếp sao. Câu tiếp theo chưa kịp nói ra, đồng từ đào hoa co lại, nhìn thấy một mũi tên hướng thẳng đến áo may ô của thẩm tại giã, lập tức đặt một cánh tay lên vai y. Thẩm Tại Dã không chút phòng bị, đột nhiên bị nàng đẩy một cái, nếu không phải vẫn đang cầm dây cương thì có lẽ cả người đã ngã khỏi ngựa, lại còn kiều đập mặt xuống đất. Nàng làm gì vậy, y tức giận quát. Nhưng to hơn giọng y là tiếng mũi tên ngọt sớt, một âm thanh trầm đục kèm theo tiếng da thịt bị xé toạc, Yến Y giật mình ngẩng đầu lên. Một mũi tên xuyên qua vị trí y vừa đứng, bắn thẳng vào vai Khương Đào Hoa mặt đào hoa trắng bệch, khẽ hít vào một hơi, không khỏi nghiêng đầu nhìn thầm tại giã, cắn răng nói, gáy ngài không có mắt sao. Bảo y nhảy không chịu nhảy, giờ thì hay rồi, nàng lại gặp tai bay vạ gió. Đúng là còn oan hơn cả đậu Nga. Em mờ thanh xé không xuyên dừng cứ thế dừng lại, thầm tại giã ngồi trở lại lưng ngựa, ánh mắt có vẻ phức tạp, vô thức bắt trước nàng tiếp lời, gáy nàng có mắt à. Khương đào hoa, nàng đưa tay giữ vai, trên mặt mồ hôi nhĩ nhảy rõ ràng là không còn sức để giận y cơ thể bắt đầu run rẩy giọng nói cũng run run cả người giống như một chú thỏ con vô tội bị thương tội nghiệp nhìn y đau quá thẩm tại dã hoàn hồn vội quay đầu ngựa chạy xuống núi vừa chạy vừa cau mày không phải lúc nãy nàng nói là sẽ bỏ lại ta một mình bỏ chạy sao kết quả vẫn đỡ mũi tên này thay y hành động trong vô thức thôi thiếp thân cũng không muốn phải chịu khổ đào hoa mím môi, lòng bàn tay đau như ướt đẫm mồ hôi, cố gắng lờ đi vết thương trên vai, cười khẽ, ra cũng nợ thiếp thân một ân huệ rồi. Thẩm tại giá im lặng, màu mắt đen như mực, đốt ngón tay cầm dây cương trắng bệch. Nữ nhân không hành động theo lẽ thường này đúng là biết giết người mà. Nhanh chóng quay trở lại trường đua ngựa, thật sự có một thái y đang đợi rồi. Đào hoa nhắm mắt, cảm thấy rất khó chịu, không muốn nghĩ ngợi gì nữa, nằm trên giường để mặc cho họ rút mũi tên ra để trị thương. Chạm lư cảm thấy bất ngờ bước tới nghênh đón, nhìn chủ tử nhà mình với ánh mắt khó hiểu. Thẩm tại giã lắc đầu, cả người toát lên vẻ phẫn nộ, đi tìm người bẩm báo với thánh thượng. Vâng. Thái y và y nữ ở trong phòng đều sợ không dám lên tiếng, các đại thần nghe tin cũng đứng ở bên ngoài không dám đi vào. Hiếm khi thẩm thừa tướng tức giận như vậy, sắc mặt như người từ địa ngục trở về, Ánh mắt lạnh lùng đến mức không ai dám nhìn vào. Trong tay y cầm một mũi tên đẫm máu, bên trên có ký hiệu của một nhà nào đó. Có người cố gắng muốn nhìn rõ nhưng bị Thẩm Tại Dã dùng tay chặn lại. Thừa tướng, hoàng thượng và mấy hoàng tử cùng đám người mạnh thái bộc đều còn đang ở trên núi. Trạm Lư quay về, chắp tay nói, không biết khi nào mới xuống núi. Vậy thì đợi thôi, Thẩm Tại Dã nói, sai người chạy về thành tìm ít thuốc bổ mang đến đây trước nô tài tuân mệnh đưa tay ngăn đám người ồn ào ngoài cửa thẩm tại giã bước đến bên giường y nữ đã cất đi những miếng gạc thừa cũng may vết thương không sâu nhưng do đường đi gập ghềnh nên hơi bị viêm thái y nói bôi thuốc xong uống thêm hai thang thuốc nữa sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng thẩm tại giã nhìn thái y thấp giọng hỏi biết phải nói như thế nào với hoàng thượng chứ hạ quan biết rồi thái y chắp tay hành lễ dẫn y nữ đi xuống sắc thuốc đào hoa yên tĩnh nằm trên giường sắc mặt tái nhợt môi cũng trắng bệch thẩm tại giã ngồi xuống bên cạnh nàng khẽ thở dài nàng đúng là liên tiếp gặp họa đó không phải đều là ngài ban cho sao đào hoa rất muốn mở mắt ra cãi lại y tuy nhiên một là nàng thật sự không còn sức lực vài đau nhức không chịu nổi hai là xét theo giọng điệu của thẩm tại giã có thể y sẽ nói ra một vài bí mật nhân lúc nàng hôn mê nàng không nghe thì uổng quá Xong, sau khi nói câu đó, thầm tại giã lại hồi lâu không nói gì nữa. Khi đào hoa cảm thấy mình sắp chìm vào giấc ngủ, môi nàng đột nhiên trở nên mềm mại. Thử âm nóng ấy bao phủ lên môi nàng, vuốt ve một lúc rồi rời đi. Hôn trộm nàng à, đào hoa ngơ ngác. Thầm nghĩ thừa tướng ra không chê bản thân nói chuyện trước sau mâu thuẫn sao. Trước đó trên nàng bẩn, không chịu hôn nàng mà. Giờ thì tình cũng hôn, hôn mê vẫn hôn. Nghĩ gì thế không biết, căn phòng yên tĩnh, nàng không mở mắt cũng biết y đang nhìn mình, mặt nóng bừng. Tướng ra, nửa canh giờ sau, chạm lư ở ngoài cửa nói, thánh giá về rồi, đã biết chuyện xảy ra lúc nãy, đang đi về phía này. Ta biết rồi, thẩm tại giã đáp lời, cúi đầu nhìn người trên giường, nhẹ giọng nói, dù bây giờ nàng đang hôn mê thật hay giả vờ ngủ, đợi hoàng thượng đến, nhất định không được tỉnh. Khương Đào Hoa, tên này tinh thế, chuyện gì cũng đoán chúng. Cửa phòng bị đẩy ra, hoàng đế cùng Lan Quý Phi bước vào, theo sau là các hoàng tử và đại thần. Ái khanh không sao chứ, mình được đế cất giọng hỏi. Thẩm tại giả ố rũ lắc đầu, chắp tay nói, vi thần không sao, có Khương Thị cứu giúp. Nhưng Khương Thị, không thể nói tiếp được nữa, y quay đầu nhìn lên giường. Hoàng đế sừng sốt, vội vàng triệu thái y tới hỏi, vết thương của Khương Thị thế nào? Thái y khung tay nói, vết thương rất sâu, suýt thì mất mạng hiện vẫn đang trong cơn nguy kịch nếu đêm nay không thể tỉnh lại thì vi thần cũng đành bó tay những người có mặt đều hít một hơi nam vương không khỏi đứng dậy cau mày hỏi sao lại như vậy thẩm tại giã mím môi giơ mũi tên đẫm máu ra trước mặt hoàng đế nửa quỳ xuống vi thần xin hoàng thượng nhất định phải làm chủ cho khương thị nếu không nhờ nàng ấy có lẽ người chết hôm nay chính là vị thần hoàng đế cau mày đưa tay cầm lấy mũi tên trong tay y quan sát. Mỗi mũi tên săn bắn đều có ký hiệu riêng, trên đuôi mũi tên này có chữ mạnh màu xanh lục. Hoàng thượng, thái giám bên cạnh nhìn thoáng qua, vội nhỏ giọng nói, đây là tên của mạnh thái bộc. Mạnh thái bộc, hoàng đế tức giận quay đầu liền tìm thấy người, phất tay ra lệnh cho hộ vệ giải ông ta ra ngoài, người thật là to gan. Mạnh thái bộc sừng sốt, ngơ ngác quỳ dưới đất, nhìn mũi tên hoàng thượng ném trước mặt mình, vội la lớn, oan uổng quá, sao vi thần có thể ám sát thừa tướng được chứ? Thẩm Tại giã cười khẩy, vậy thì chắc là Thẩm Mỗ xui xẻo đụng phải tên của Mạnh Đại Nhân rồi. Chỉ là kỹ năng bắn tên của Mạnh Đại Nhân thật sự quá tốt, mấy mũi liền đều nhắm vào Thẩm Mỗ, muốn tránh cũng khó. Chuyện này, Mạnh Thái Bộc hoàng hốt, theo bản năng liếc nhìn Du Vương. Thần sắc Du Vương nghiêm túc, không dám nhìn ông ta, chỉ cúi đầu đặt mình ngoài cuộc. Mình được đế nhìn thấy ánh mắt của ông ta, cũng liếc nhìn Du vương, hơi nhèo mắt lại, vô ngân cũng có liên quan đến chuyện này. Nhi thần bị oan, Du vương vội quỳ xuống nói, Nhi thần vẫn luôn ở bên cạnh phụ hoàng, cũng mới biết chuyện này thôi, sao có thể liên quan được chứ? Nghi hoặc nhìn hắn, ánh mắt hoàng đế rơi xuống người Mạnh Thái Bộc, vật chứng xác thực, thừa tướng không thể vu oan cho ngươi được. Đã vậy sẽ nhốt ngươi lại trước, đợi chuyến đi săn kết thúc, dẫn về kinh thành định tội hoàng thừa mạnh thái bộc liên tục dập đầu vi thần bị oan thật mà chuyện này không phải vi thần làm mũi tên này hoàng đế phất tay hiển nhiên không muốn nghe thêm nữa hộ vệ bên cạnh nhanh chóng đưa ông ta xuống dưới nhốt vào địa lao hành cung ái khanh chớ nóng lòng chấm nhất định sẽ đòi lại công bằng cho khanh và khương thị hoàng đế quay đầu lại nhìn để bảo vệ khanh khương thị sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình ái khanh cũng thật có phúc khí thẩm tại giã gật đầu, vẻ lo lắng trên mặt không hề giảm bớt. Lan Quý Phi bên cạnh ngó thấy, mím môi, đi đến bên giường xem thử. Nữ tử trên giường dù mặt mày trắng bệch cũng vẫn xinh đẹp động lòng người. Nữ tử như vậy dù hy sinh mạng sống cũng muốn bảo vệ y, hẳn là thẩm tại giã rất cảm động. Thật là một mối kỳ duyên. Nếu Khương Thị đã bị thương, chắc tướng ra cũng không còn tâm tư đi săn nữa nhỉ. Nàng ta cất giọng, cười nói, vậy là chuyến đi săn ngày mai thật sự nhàm chán rồi. Thẩm tải giã cúi đầu, hung tay với nàng ta, bồi giá là chức trách của thần, sẽ không vì Khương Thị bị thương mà vứt bỏ. Ngày mai vi thần nhất định sẽ theo bệ hạ lên núi. Lan Quý Phi khẽ nhướng mày, mỉm cười nhìn y, người ta vì ngài nguy hiểm đến tính mạng mà thừa tướng lại không dành thời gian cho, nếu để Khương Thị biết được thì sẽ đau lòng biết bao. chương 60 Chồng làm mẫu mực cho vợ, vừa làm mẫu mực cho bề tôi chắc hẳn khương thị tỉnh lại cũng sẽ hiểu cho vi thần trên mặt thầm tại giã không hề có ý cười hành lễ với lan quý phi rồi quay đầu nhìn hoàng đế hoàng thượng và nương nương cũng nên về nghỉ ngơi đi phong cảnh ở đây về đêm rất đẹp còn có thể ngắm trăng lan quý phi mím môi nhìn y thật sâu vắt tay áo trở về bên cạnh hoàng đế hoàng đế ôm nàng ta gật đầu được vậy chấm cùng bọn họ trở về nghỉ ngơi thẩm tại giã gật đầu, hoàng đế khởi giá, mọi người cũng cùng rời theo. Nam vương đi một bước quay lại ba lần, ánh mắt rất lo lắng nhìn về phía chiếc giường, nhưng cảnh vương lại đang đi phía sau nên cũng không dám nán lại, chỉ có thể trực tiếp theo hoàng đế rời đi. Mục vô ngân không đi mà cứ ở trong phòng thẩm tại giã chẳng nói chẳng rằng, khẽ giọng hỏi thừa tướng muốn ra tay rồi. Vâng, thẩm tại giã bình tĩnh nói, vương gia chỉ cần mang theo tần thăng, tối nay sẽ hữu dụng. Tần Thăng, đào hoa nằm trên giường cảm thấy cái tên này rất quen, hình như đã nghe ở đâu rồi. Được, cảnh vương đáp lời, nhanh chóng rời đi. Căn phòng cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh, chạm lư đóng cửa lại canh ở bên ngoài, thầm tại giá cũng quay lại giường ngồi xuống, ngó người trên giường tỉnh thì mở mắt ra đi. Đào hoa mở mắt nhìn y, thở dài nặng nề, thiếp thân còn tưởng tình thế thật sự nguy cấp, cứu ra một mạng, chắc chắn ra sẽ vô cùng cảm động không ngờ lại là thiếp thân lỗ mãng làm hỏng kế hoạch của gia vừa nghe những sắp xếp này của y là biết vụ ám sát hôm nay rất có thể là do y tự biên tự diễn nàng thật đáng thương vì không biết gì nên mới ngu mốc nhận một tên thay người ta trong mắt thầm tại giã hiện lên một tia kỳ quái một lát sau lại mỉm cười nàng có ý cứu ta không kéo ta đi chặn mũi tên là ta đã vô cùng cảm kích rồi khóe miệng đào hoa khẽ giật nàng giữ vai ngồi dậy tiếc núi nói, đáng ra thiếp thân nên làm như thế. Dù sao thì mũi tên đó uy lực không lớn, cũng không giết được ra, tội gì phải tăng thêm một vết sẹo lên làn da trắng mịn của thiếp thân chứ. Khương đào hoa, thẩm tại giã mím môi, nàng không thể nói một câu tử tế để ta vui thêm một lúc sao. Thiếp thân bị thương ngài vui lâm ư, đào hoa miếu máu, tuổi thân lầm bẩm quả nhiên là vô tình vô nghĩa, lòng giả độc ác. Thẩm tại giã đầu óc nữ nhân này có vấn đề chắc, y toàn nói lời tốt đẹp mà, sao qua miệng nàng lại thành ý như thế chứ? Y lắc đầu bất lực, rộng lượng cởi áo tròn nằm lên giường ngó nàng, cho nàng ôm đó. Ngủ một giấc đi, đại phu bảo nàng phải nghỉ ngơi nhiều vào. Dù vết thương không nghiêm trọng nhưng cũng sẽ mất rất nhiều thời gian để lành lại. Đào hoa cảnh giác nhìn y, đưa tay trọt vào ngực y thăm dò, như muốn kiểm tra xem có gai hay không, thấy thẩm tại dã như lập tức muốn bế nàng lên ném ra ngoài cửa sổ, nàng cũng ỉ vai mình đang bị thương, nếu không y sẽ làm thật quá. Đào Hoa ôm y, yên tâm thở phào rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thẩm Tại Dã lấy quyển sách đặt dưới gối ra tiếp tục nhìn ngẫm. Trường đua ngựa rất lớn, hành công tuy trông không hoa lệ nhưng trước cửa cũng có một cây cầu nhỏ nước chảy róc rách, khá trang nhã. Khi màn đêm buông xuống hoàng đế dẫn Lan Quý Phi và đám thần tử cùng tổ chức yến tiệc trong viện để thưởng trăng. Hành cung này được xây không tốt lắm, cũng chỉ có phong cảnh là khá dễ chịu. Lan Quý Phi cao mày, dựa vào người hoàng đế, thật xấu hổ khi để hoàng thượng ở đây. ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong lòng Minh Đức Đế cũng thấy không vui, triều đình phân bổ rất nhiều tiền cho trường đua ngựa này, nhưng cuối cùng không biết đã rơi vào túi của ai. Cảnh vương mỉm cười, chắp tay nói, mạnh thái bộc chịu trách nhiệm xây dựng trường đua ngựa, lại có du vương đệ giám sát, phụ hoàng nên yên tâm mới phải. Du vương xứng người, liếc nhìn cảnh vương, vội nói, tuy trường đua ngựa này là do nhi thần giám sát nhưng trong khoảng thời gian này phụ hoàng lại có việc khác giao cho nhi thần nên nhi thần cũng không thường xuyên tới xem. Ý của du vương đệ là trên danh nghĩa là người giám sát nhưng lại không hoàn thành trách nhiệm của mình. Cảnh vương cười, nghiêng đầu ngó hắn, nếu nói lời này trước mặt phụ hoàng, chẳng phải là đã phụ lòng tin của phụ hoàng dành cho đệ sao. Dù vương cúi đầu, đứng dậy đến trước mặt hoàng đế quỳ xuống, nghiêm túc nói là nhi thần thất trách, nhi thần sẵn sàng nhận tội. Thà nhận tội bây giờ còn hơn là sau này bị mạnh thái bộc liên lụy. Dù vương là một người rất thông minh, cảm nhận được ý định muốn cắn chết mạnh thái bộc của thầm tại giả nên vội vàng thoái thác trách nhiệm. Mình được đế cao mày, ánh mắt sắc bén nhìn du vương, các người ai cũng đều tích cực dành việc nhưng khi thật sự phải làm thì lại có rất nhiều lý do. Lúc đầu chấm vẫn chưa nghĩ ra tại sao hôm nay Mạnh Thái bộc lại ám sát thừa tướng, nhưng giờ thì ta đã hiểu ít nhiều rồi. Không lẽ hắn bị thừa tướng phát hiện chuyện tham ô tư lợi nên muốn giết người diệt khẩu? Phụ hoàng du vương cao mày, sao Mạnh Thái bộc lại to gan như vậy được? Huống chi đích nữ của Mạnh Gia trước đây còn là nương tử của thừa tướng, hai nhà cũng gọi là thông gia, thường xuyên qua lại nhi thần cảm thấy chuyện hôm nay rất giống như có người cố ý hãm hại nói đến quan hệ thông gia cảnh vương cũng đứng ra cười nói phụ hoàng nhi thần nghe nói đích nữ mạnh gia đã đầu độc trường tử vẫn còn trong bụng của thê thiếp thừa tướng nên mới bị đuổi về phủ còn có chuyện như vậy sao hoàng đế kinh ngạc hóa ra hung thủ là con gái của mạnh gia sao thừa tướng không nói cho trẫm biết tướng gia dĩ hòa vi quý nề mặt mạnh thái bộc nên không truy cứu mà chỉ bỏ mạnh thị thôi Cảnh vương vừa nói vừa liếc du vương, thật đáng hận khi mạnh thái bộc không biết tốt xấu, còn ghim hận trong lòng. Nói như vậy thì vụ ám sát hôm nay càng trở nên hợp lý hơn. Có hận cũ trước, sau là kiêng rè, mạnh thái bộc chó cùng rất dậu muốn giết thầm tại giã diệt khẩu cũng không phải là không có khả năng. Sắc mặt Minh Đức Đệ nhất thời trở nên khó coi, ánh mắt thâm trầm nhìn du vương, chẫm nhớ mạnh thái bộc còn là do vô ngân tiến cử. Nhi thần dù Vương Lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, còn chưa định tội Mạnh Thái Bộc mà đã nóng lòng muốn rũ sạch quan hệ, chẳng khác nào trực tiếp vứt bỏ người này. Nhưng nếu không làm rõ thì sẽ là ngầm thừa nhận mình có quan hệ với ông ta, lỡ như có tội liên đới gì đó. Dù Vương rất bối rối, nhất thời không biết phải làm sao. Bầu không khí căng thẳng, nhưng Lan Quý phi lại tươi cười nhét một quả nho vào miệng hoàng đế, nhẹ nhàng nói, đi ra ngoài du ngoạn, sao lại còn nói chuyện triều chính? lông mày hoàng đế giãn ra, cắn quả nho, nhưng đầu nhìn nàng ta với ánh mắt ấy náy, chẫm quên mất, nàng đừng giận. Thần thiếp không giận đâu, hoàng thượng có chuyện phải quan tâm, phận đàn bà như thần thiếp cũng chỉ biết ăn uống vui chơi. Lan Quý Phi nói, xin hoàng thượng đừng chê thần thiếp vô dụng, không giúp được gì. Sao lại thế, ánh mắt hoàng đế dịu dàng, ôm nàng ta vào lòng, ngẩng đầu nhìn sao trên trời, nàng là nữ tử tốt nhất thế gian này. Cảnh vương sững người, cao mày nhìn Lan Quý Phi, vẻ mặt có chút bất mãn. Dù vương thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ lui sang một bên. Nếu nói người trong chiều này có thể ảnh hưởng đến hoàng đế nhiều nhất thì đó chính là thầm tại giả. Nhưng xét toàn bộ phạm vi tiền triều hậu cung thì Lan Quý Phi vẫn cao hơn một bậc. Hoàng đế khẽ cười thì thầm đôi câu, tạm thời bỏ qua chuyện này, tiếp tục ôm nàng vào lòng ngắm trăng sao. Cảnh vương có chút lo lắng, vốn đã có thể đánh bại Du Vương nhưng lại bị Lan Quý Phi buộc phải lui binh, cảm giác này thật sự rất tệ. Vương ra, Tần Thăng ở phía sau đột nhiên lên tiếng, thấp giọng nói, lát nữa ngài hãy cẩn thận một chút. Hửm, cảnh Vương nghi hoặc quay đầu nhìn hắn, đang định hỏi cẩn thận chuyện gì thì nhìn thấy phía xa có một đám thị vệ đang hoảng sợ chạy tới. Người đứng đầu hét lên từ xa, hộ giá, hộ giá, bầy sói xông vào cung rồi. Cái gì, Minh Đức để giật mình, vội vàng đứng dậy, văn võ bá quan cũng cả kinh, lũ lượt lùi về phía sau. Thống lĩnh hộ vệ đi tới, quỳ xuống khẩn trương nói, hoàng thượng, bầy sói đã xông vào cung, tường thành sụp đổ mấy chục nơi, đã có người mất mạng, xin hoàng thượng nhanh chóng trở về cung điện, ti chức ắt sẽ thể chết hộ giá. Hoàng đường, một tay hoàng đế bảo vệ Lan Quý Phi, một tay phất ống tay áo, tức giận quát, đường đường là hành cung mà có mấy con sói là đã có thể dễ dàng đánh sập tường thành. Làm bằng giấy chắc, dù vương giật thót, đầu toát mồ hôi lạnh, nghĩ bụng không xui xẻo vậy chứ. Đang yên đang lành tự dưng bầy sói tấn công hành cung làm gì. Thống lĩnh hộ vệ củi đầu nói, tí trước cũng rất kinh ngạc, nhưng đó là sự thật. Sói nhiều đến mức đã không thể chống cự được nữa, lát nữa chỉ có thể dùng cửa cung cầm chân chúng lại để đợi tăng viện. Mọi người đều hoảng sợ, lũ lượt chạy về phía cung điện. Đây là lần đầu tiên Minh Đức để rơi vào tình huống thảm hại như vậy, bị thái giám khiêng về đại điện, có thể tưởng tượng được lửa giận trong lòng lớn đến mức nào. Lúc bước chân vào cung điện, Lan Quý Phi còn hỏi cung nữ bên cạnh một câu, thẩm thừa tướng đâu? Bẩm nương nương, vẫn còn ở trong phòng chăm sóc Khương Thị. Vậy thì cắn chết y luôn đi, Lan Quý Phi hừ lạnh, phất tay áo sai người đóng cửa lại. Hú hú, tiếng sói chu vang lên từ bốn phương tám hướng và ngày càng gần hơn, văn võ bá quan đều vô cùng hoảng loạn, rất nhiều nữ quyến bị dọa sợ, ồn ào khiến hoàng đế càng thêm phiền lòng. Hành cung này còn tệ hơn cả giấy, mạnh thái bộc và vô ngân có nên cho chấm một lời giải thích. Nhi thần có tội, dù vương bấm bụng hành lễ, cao mày nhìn ra ngoài. Người trong hoàng thất chưa gặp tình huống này bao giờ, từng con sói to bằng con hổ lao thẳng vào cửa cung, khiến đám hộ vệ chặn ở cửa đều run rẩy. Tiêu rồi. Tình hình nguy cấp, nhìn cân treo sợi tóc. Tuy nhiên, ở bên kia, đào hoa đang thoải mái nằm trên đùi thầm tại giã, bình tĩnh lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài. Thiếp thân nhớ ra rồi. Trong đầu lóe lên một ý tưởng, đào hoa ngẩng đầu nhìn thầm tại giã, trong phủ ra có phải có một môn khách biết thuần hóa sói tên là Tần Thăng không? Thầm tại giã sừng sốt, liếc nhìn nàng, sao nàng biết? Nam Vương nói, Thiếp thân trí nhớ tốt, đào hoa mỉm cười, đưa tay chống cầm thành hình bông hoa nhìn y. Ngày đại hôn của Thiếp thân và Nam vương cũng là tần thăng khống chế sói hoang đến chặn đường đúng không? Thẩm Tải giã hơi nhíu mày, cũng không thèm nhìn làng, thấp giọng nói: có những chuyện biết ở trong lòng là được, không cần phải nói ra. Phần này đến đây là hết, mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.